Chào toàn thể anh em nhé. Chào anh em và bà con trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là một đầu tháng rồi. Bên em vẫn tiếp tục là làm và ra những cái đôi lồng chất lượng, những cái đôi lồng mà có thể là chắc nhất toàn miền Bắc để phục vụ cho anh em. Và đặc biệt là những các bác khách yêu cầu là vành V, vành V5, độ tròn tuyệt đối, không ô van, không đảo, không rung lắc, thì các bác hãy nhớ và lưu ý đến em. Ngày hôm nay thì em đang hoàn thiện một đôi bánh lồng cho con máy Kubota L1245, sử dụng là vành V5. Đó. Sử dụng vành V5, nan thì 3x5,5, chống lầy rồi. Chống lầy, bấm tốt, bơi khỏe, thoải mái. Đôi này thì đóng chắc, đóng đặt, đóng tốt cho bác khách ở Tân Bình, Vũ Thư, Thái Bình. Đấy, thì bên em đang cho vào trong thùng sơn để nhúng. Bên em thì sử dụng là công nghệ nhúng chứ không phun. Bởi vì là như thế này thì để cho tất cả những cái mối hàn nó như thế này này các bác này. Bên em thì hàn đây, một đường hàn chạy bong xung quanh. Thế nhưng mà còn cái mặt chỗ này thì nó sẽ bị thoáng khí. Thoáng khí nên em cho vào nhúng để sơn nó có thể luồn lách, nó chui tọt vào bên trong này luôn, để nó tăng cái độ bền cho anh em. Và đất nó có chui vào đấy thì nó không thể là hàn mối mọt từ khu đấy được. Toàn bộ bánh lồng của bên em thì khi gia công thành phẩm ra thị trường thì đều có ke tăng kính tất cả đằng sau của bánh lồng. Thế nên là của nan lồng. Thế nên là anh em là dùng bây giờ là khá là yên tâm và chắc chắn. Đây, toàn bộ bánh anh em thì ke hết đằng sau luôn. Đấy. Những cái đôi này thì bên em đã hoàn thiện hết rồi này. Sơn xi rồi, chỉ chờ anh em đến lấy thôi. Đây thì đôi của con răng ma này, 2310. Đây thì đôi của con 2402. Đây thì bên em đang có đôi của con 3218. Đôi này sử dụng vành sắt tròn, đai đi đường là 16. Đấy, chống toàn bộ phi 24, hàng rất là chắc, bích dày 13 ly. Đấy, một bộ của 3218 này. Đấy, như hôm trước em đã nói, cặp đôi này thì dành cho bác khách ở Phú Lương, Thái Nguyên, 5018. Nan sử dụng là tôn 5 ly này, chống toàn bộ là phi 24 nhân 22 này, vành phi 24, hai vành V rất là chắc chắn rồi. Đôi này thì bao bền luôn rồi. Bác khách này thì kỹ tính, yêu cầu em là làm ke kiếc các thứ cẩn thận. Đây, em cũng ke kiếc các thứ đàng hoàng cho các bác, thêm một cái đai đi đường để các bác chạy trên đường cho nó bon bon. Nó không bị vấp sóc. Và đặc biệt nữa là cái này thì bản thân nó là vành V5 rồi thì chạy trên đường nó cũng không sóc đâu, nhưng bác kỹ tính cẩn thận thì bác yêu cầu em hàn thêm và phát sinh chi phí về cái đôi vành đấy. Đây thì tiếp tục cũng là một đôi lồng cho 5018. Đôi này thì ngang 80. Đấy. Sử dụng là vành V5, hai vành đỡ ở giữa phi 22, chống toàn bộ phi 24. Đó. Em đã lên lần lượt đầy đủ hết đây rồi. Còn đây là một đôi lồng nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh, sử dụng nan là tôn 4,5, vành phi 20, chống phi 20x22 cho máy 2202 hoặc là các cái dòng máy L120 đến 235. Đây thì bên em cũng có một cái đôi lồng cho con L128 hoặc là GL3230, những dòng 28 đến 30 của Kubota là lắp vừa hết này. Đấy, một loạt của nhà em kéo dài nó tít 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 đằng kia luôn. Đã hoàn thiện để chờ lên đường cho anh em. Đây thì trên bãi nhà em thì cũng đang vừa ngày qua, ngày hôm nay bên em cũng ra được một số sản phẩm nữa. Đây thì một đôi lồng ngang 95 phân, sử dụng cho máy Kubota L1435. Hàng này thì em đóng cho các khách ở Phú Xuyên, Hà Nội. Đó. Đóng cho bác khách ở Phú Xuyên, Hà Nội, sử dụng là vành V. Đấy, nhà em thì V có mà sắt tròn cũng có. Sắt tròn thì đủ các loại từ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 có hết. Và V thì có V5. Nhà em thì không sử dụng V4 các bác nhé. Nên là nhiều bác là đặt bánh lồng cho em là sử dụng V4 là em không làm. Bởi vì là cái thứ nhất là làm là em chỉ đi sâu về chất lượng thôi. Sắm cho các bác một đôi bánh lồng, lên cho các bác một đôi bánh lồng làm sao chúng em được cái tiếng và các bác dùng nó phải bền. Đấy thì quan điểm của bên em trong lĩnh vực sản xuất nó là như thế. Đôi này thì hôm qua là trời nó tối quá rồi, vội quá nên bên em mới chỉ điểm vào đây thôi. Tí nữa lôi ra kéo thêm vào đây nữa để cho nó chắc, các bác chạy trên đường nó khỏi bung ra, khỏi rụng ra. Đó. Đây, đây thì là lại một đôi cho 5018. Một lúc nữa thì bên em sẽ sơn hết cái đống này. Ngày hôm qua thì nó bị mưa,
nếu mà không bị mưa thì nay cái tôn này xanh đét, nhưng mà hôm qua nó bị mưa cho nên là nay nó hơi có độ bám vàng đây này. Cái chỗ mà không bị nước mưa vào các bác nhìn không, xanh ly luôn. Đấy. Đôi này thì em lên cho 5018, đôi kia thì 435 dài 90, đôi này 5018 cũng dài 90 luôn. Đó. Đôi này thì sử dụng vành sắt tròn. Bác khách này thì bác khách ở Vĩnh Bảo Hải Phòng. Bác khách ở Vĩnh Bảo Hải Phòng đặt cho bên em cái đôi bánh lồng này. Chiều nay thì em sẽ sơn xong, ngày mai mùng 2 đầu tháng đẹp ngày thì em sẽ cho lên được. Còn đây thì em lại có tiếp tục một đôi lồng cho con 4202 dài 80, sử dụng vành sắt tròn. Đấy, thì đôi này em lên cho bác khách ở Tiên Lãng Hải Phòng. Đó, Tiên Lãng Hải Phòng. Đấy, em đã hoàn thiện hết rồi, thì chờ sơn thôi. Giờ thì ở bên em đang lái xe ra cẩu để sơn này. Rồi, ngoài ra những lồng thì bên em là liên tục ra những cái dàn cày xanh đỏ đen để phục vụ cho nhu cầu của anh em. Anh em khi mà về phong thủy anh em phù hợp màu nào, anh em phù hợp màu nào thì anh em phù hợp màu nào thì báo cho em nhé. Trong cái điều kiện mùa sớm như bây giờ ấy, thì là em đáp ứng theo yêu cầu màu cho anh em cho nó phong thủy. Còn khi mà vào mùa rồi thì là các bác thông cảm cho em, bởi vì mùa nó khá mải thì em chỉ đi về một màu, có thể là đen là xanh đen hết, mà xanh là xanh hết, hoặc đỏ là đỏ hết, chứ nó không thể là đáp ứng theo cái thời điểm như bây giờ được. Ôi trời ơi, cái này nhanh hơn chứ anh. Không quét đâu, nhúng. Công nghệ này chỉ có mình Thái Bình, em chỉ có mình em có thôi. Còn các ông kia làm sao dám làm. Này hao lắm, tốn lắm. Nhưng mà được cái là bù lại các bác khách tin tưởng là em làm thôi. Làm này nó bền, nó len lỏi tất cả mọi ngóc ngách, chỗ nào hở nó chui vào hết. Đấy, cày từ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chảo các bác nhá. Bên em có đầy đủ hết luôn. Bừa lăn đây, bừa lăn này thì em lên cho bác khách ở Tân Bình, Vũ Thư, Thái Bình. Chiều nay có khả năng là chờ sơn nốt cái đôi lồng của L1245 kia thì cái này nó sẽ lên được. Đây toàn bộ những bánh bấm này dành cho các cái máy 5018, L126, L124, Giang Ma 2500, 2610. Đó, bánh lồng hàng đặt em đầy đủ hết. Đấy, đủ các kiểu luôn. Đợt này thì bên em tập trung ra tất cả mọi cái mặt hàng chất lượng để phục vụ cho các bác. Bên em giờ thì chú trọng về cái khâu chất lượng, không làm theo cái kiểu là ô ạt, không làm theo cái kiểu là uôm nữa. Bởi vì là giờ là cái khâu chất lượng nó quyết định đến cái sự tồn tại cũng như là cái sự phát triển của xưởng cũng như là của cơ sở. Cho nên là qua video này em cũng gửi đến các bác một thông điệp: các bác nào quan tâm đến hàng chất lượng, hàng ngon, hàng tốt thì các bác liên hệ cho em. Còn các bác nào mà quan tâm đến những cái hàng mà chất lượng kém, giá thành rẻ thì nói thật với các bác rằng là bên em không đáp ứng được cho các bác. Bởi vì là đồ ngon, tốt mà rẻ thì nó thật sự các bác là không ai cho không ai cái gì được. Và chỉ có thể là làm cho các bác những cái hàng mà chất lượng, hàng đúng với yêu cầu và hàng đúng với lại cái tâm nghề, với cái giá hợp lý nhất để gửi đến các bác. Thì là các bác liên hệ cho em theo số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Địa chỉ xưởng sản xuất của em ở xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Một lần nữa kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe và có những vụ mùa gặt hái được nhiều thành công. Em xin phép kết thúc video tại đây. Kính chào và gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Đừng quên cho em một nút like, nút đăng ký cũng như là nút theo dõi trên trang của em để chào đón những cái video và sản phẩm mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã quan tâm đến cơ khí cải chảo Vũ Hải.
Nước đây anh Khoa ơi. Đây, bể nhúng của bên em.